Ngày 15 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tấn công bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Hữu 1981, trú khối 3, thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, chủ một quán cà phê trên địa bàn. Đường dây cá độ bóng đá của Nguyễn Minh Hữu đã hoạt động trong một thời gian khá dài. Đặc biệt vào thời điểm diễn ra các giải đấu bóng đá trong và ngoài nước, rất đông người đến quán cà phê của Hữu để theo dõi các trận bóng đá. Nguyễn Minh Hữu đã đứng ra tổ chức xem bóng đá và lôi kéo nhiều người trên địa bàn nhập cuộc cá cược bóng đá, người ít nhất thì 1 triệu đồng, cao nhất từ 5-7 triệu đồng. Hữu sử dụng tài khoản 8081 để đăng nhập vào website Cuban 88.net để lấy kèo cá độ. Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc điều tra, xác minh các đối tượng trong đường dây này. Tang vật vụ án. Sau khi đã sàng lọc các đối tượng trong diện nghi ngại có liên quan, đồng thời họp bàn phương án triệt xóa đường dây cá độ này một cách hiệu quả nhất, một ngày đầu tháng 10 năm 2019, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh khủng tế, ma túy đã triển khai các tổ công tác đột kích quán cà phê của Nguyễn Minh Hữu, tóm quả tang 5 đối tượng đang có hành vi tấn công bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng gồm Nguyễn Minh Hữu, Vũ Xuân Giang 1984, Lê Xuân Hoàng 1983, Hoàng Văn Việt 1982, cùng trú thị trấn Cầu Giác và Nguyễn Phi Công 1984, trú thôn 18, thôn Quỳnh Lâm. Lực lượng công an đã thu giữ một máy tính bảng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cục bộ hành vi tội tình của mình. Thông qua tài khoản mà Hữu lập, các đối tượng đã nhập cuộc cá độ trên mạng Internet. Trung bình mỗi ngày các đối tượng nhập cuộc cá độ bóng đá khoảng 30 triệu đồng, riêng ngày thứ Bảy nhiều đối tượng nhập cuộc hơn vì có giải bóng đá ngoại hạng Anh. Bước đầu, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chứng minh số tiền các đối tượng nhập cuộc cá độ bóng đá trong 2 ngày trước và trong ngày bị tóm là 106 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang nối tiếp điều tra mở bao la làm rõ rệt quy mô của đường dây cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê này cũng như các đối tượng có liên quan.